Nobita là trong phòng em nữa hả? Trời ơi, nó tè với phòng em một bãi kìa. Gì? Anh nuôi người yêu thì phải kêu nó đi vệ sinh đúng chỗ giùm em cái đi. Trước đây á, nó ị luôn. Bây giờ chỉ có tè thôi. Nó là Nobita mà. Em phải tập tiếp thu cho nó chứ. Mệt quá không nói nữa. Mày nó bậy quá. Ê, biết coi. Mày muốn học đá bậy nghe chưa? Nè anh hai phải nhớ là anh hai nhớ tắm cho con Nobita của anh á, là người yêu thân mến của anh đó nha. Chứ bây giờ anh vô phòng em coi, không thể nào chịu đựng nổi mùi của nó đâu à. Anh mới tắm cho nó tuần kia rồi mà. Nghĩ sao vậy? Với cái nhà người yêu của anh á, là anh phải tắm một ngày 2 lần là được. Anh còn tắm nhiều như vậy nữa. Cho tắm vậy mà được hả? Anh khác, còn đó là người yêu của anh phải lo lắng chăm sóc cho nàng chứ. Nè em gái, em đừng có gọi nó là người yêu của anh nha. Người yêu của anh á phải là một cô gái nhà giàu, xinh đẹp và không cần thông minh. Còn đây á là Nobita. Em hiểu Nobita là sao không? Ai lại đi trách một đứa hậu đậu bẩm sinh bao giờ chứ, hả? Được rồi, tức là bây giờ anh không thừa nhận nói với ta là người yêu anh chứ gì. Vậy thì em sẽ đem nó đi cho người ta. Nhà mình bây giờ quá chật rồi, em không thể lo lắng được nữa. Nè, sinh nhật lần thứ 17 á, mẹ tặng nó cho anh đó. Thôi nha em gái, từ nay á Nobita sẽ không tè bậy nữa. Nhưng mà em cũng phải hiểu là phải có thời gian cho nó. Nó đâu có được lanh lợi như em. Em á phải kiên nhẫn với nó, biết chưa? Nghĩ sao vậy hả? Nghĩ sao mà so sánh em với con Nobita chứ? Trời ơi, em của anh xinh đẹp thông minh vậy. Mà em nói cho anh biết, ít ra thì nó phải vô phòng anh đi chứ. Tại sao lúc nào nó cũng vô phòng em vậy? Không thể chấp nhận được. Nè, nó là nữ nên nó phải chọn phòng nữ chứ em. Nó tế nhị quá rồi còn gì nữa. Không chịu. Ê, hôm nay á em cần gì thì cứ nói. Sao suốt ngày cứ lôi con Nobita ra hoài vậy? Hả? Ê, biết ngay mà.
Nè, hết tiền xài á thì cứ nói, chứ đừng có kiếm chuyện nữa, biết chưa? Thì coi như anh biết tẩy của em đó. Mà nói nghe nè, nói vậy là cũng hơi ít đó nha. Nhưng mà em rất là nể anh hai của em. Em biết tại sao mà tất cả phụ nữ đều mê anh rồi. Anh, em hỏi nè, sao lúc nào trong bóp anh cũng có tiền hết vậy? Tất cả phụ nữ á đều phải lo cho anh, còn anh á chỉ có lo cho một phụ nữ thôi, đó là em đó. Tất nhiên. Ừ, thôi ngán không ăn nữa đâu. Nè, em đi học trước đây. Ừ. Cảm ơn anh hai. Chọn giùm em luôn đi. À, vậy hả cưng? Đây 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 đây. Mày đừng có chọc bà chàng đấy nha, không có phải ai cũng giỏi nhịn như tao đâu, hiểu chưa? Năm nay phải ráng học đó, phải đậu đại học, đừng có để sau này làm mẫu vợ giống như anh. Là môn lịch sử mà hôm nay lại có kiểm tra môn đó nữa, quả anh chết. Anh lấy 8 điểm môn lịch sử đi, anh hai sẽ tặng cho em một chiếc xe đạp điện ngay lập tức. Thế không Ừ. cũng được, nhưng mà em muốn đi du học Singapore. Lương tháng anh hai của em á chỉ có 5 triệu, nhưng mà không sao, anh hai sẽ lo cho em đi du học. Ý anh hai nói là mấy cô gái lo cho anh cái gì. Nhiều chuyện quá, thôi anh dọn đây, trễ giờ rồi. Sao không nghe cái quá à. Cũng may anh hai là bảo vệ. Anh hai mà làm gì khác thì chết hết con gái trong thành phố này rồi. Tôi đang gấp quá, hay con có sao không? Lần sau thì anh phải chạy xe cẩn thận đó nghe chưa. Tại sao hôm nay mày hiền quá vậy? Trời ơi, anh trai quá mày ơi. Trời ơi, gì đi. Trời ơi, công nhận anh trai quá à. Thôi bà ơi, đi đi. Chúc các huynh một ngày làm việc vui vẻ. Chào anh. Mới tới hả? Ừ.
Có chuyện gì không? Không không. À, không có gì. Chỉ có điều là cậu đừng bao giờ cởi đồ trước mặt tụi tôi à nha. Minh, tối nay rảnh không? Uống cà phê. À, thôi để bữa khác đi. Tối nay tôi có hẹn với Mỏ Vàng rồi. Hẹn Ngọc Ca con gái của sếp đúng không? Không nên làm mất lòng nàng trong giai đoạn này, hiểu chưa? Ừ, cứ cố giữ đi. Có cái nút này mà quên hoài. Thôi, tất cả đi làm việc đi. Nhưng mà nhớ, chiều chủ nhật ngày mai á, tất cả chúng ta phải tập ở sân bóng. Đừng ai giác mặt. Ngày mai huấn luyện viên sẽ chính thức đưa ra đội hình của trận chung kết. Bây giờ chúng ta cùng nói vô địch. Lo ta vô địch. Vô Lo ta địch, vô địch. Khoan, dạ. riêng tôi là đội trưởng, tôi hứa với các bạn, ngày mai chúng ta sẽ có trang phục mới. Đây, Đi làm việc đi. đi. Đi nha. Lẹ lẹ lên ơi, trễ giờ rồi. Trời ơi, chắc trễ giờ quá, không biết có kịp đây. Ý anh ơi, không được, cái này lớn á. Anh cho em nhỏ hơn nữa đi anh. Trời ơi, nè anh giúp giùm em. Kỳ này tôi phải 8 điểm môn sử mới được. Anh giúp giùm em nhỏ hơn chút xíu đi anh. Nhỏ nhỏ thôi nha anh. À, dạ, được rồi. Nè, cái nữ nè. Ý. Trời ơi, cỏ này hư mắt hết. Trời ơi, hư gì mà hư, vô duyên à. Mắt mà hư sẵn rồi kìa. Chị lẹ luôn. Gần đây nạn trộm cướp trong siêu thị rất đáng được báo động, đặc biệt là của băng nhóm Thúy Ninja. Bọn này rất nhiều mưu mẹo. Các cậu phải để cho đầu óc mình thật tinh tế để mà quan sát, dùng hết mọi kỹ năng mà các bạn đã được trang bị, xử lý gọn gàng mọi tình huống. Các bạn nghe rõ chưa? Mình gọi cậu Hiếu dậy cho tôi. Đấy. Hiếu. Rõ, thưa sếp. Chúng tôi sẽ cố gắng lấy chiếc cúp vô địch để mang về danh dự cho siêu thị chúng ta. Sếp đừng có lo gì hết. Tôi đang nói về nạn trộm cắp trong siêu thị. Lần sau nếu tôi đang nói chuyện mà cậu còn ngu ngốc, tôi sẽ cho cậu ra giữ xe. Dạ xin lỗi sếp. Sếp chứ không phải sếp. Dạ sếp. Ngồi xuống đi. Mình là đội trưởng của quân đội bảo vệ, cậu có ý kiến gì không? Tôi nghĩ á, đội banh của chúng ta cần có áo mới trong trận chung kết. Chính xác. Yeah. Rất có thể là trong lúc sếp đang nói chuyện ở đây á, thì bọn trộm đang hoành hành ở ngoài đó. Sếp làm ơn cho tụi tôi ra ngoài làm việc đi. Được rồi, tất cả đi làm việc đi. 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 Chào sếp. Nghe kỹ đây. Lần sau nếu còn để xảy ra chuyện này, cậu sẽ là người hoàn toàn chịu trách nhiệm. Nghe rõ chưa? Tôi không ưa cái tính láo cá của cậu đâu. Đi làm việc đi. Dạ.
Sao bây giờ lại có? Không có ai có bầu nhanh như vậy đó. Anh này, anh đứng với em đó họ. Đẹp mà đi ăn cắp, bất lực, dễ sợ. Suốt ngày cứ đi theo lịch tập của chủ nhiệm để thăng tiến. Thăng được tới đâu đúng không? Lớp trưởng là cùng với mấy. Trời ơi, không ai đẻ đâu. Bởi vì thăng chuyện mấy người. Chúi là thằng nhà của đại diện cho nó biết tay mới được. Nói chuyện với làm gì vậy? Không. Lớp trưởng. Tôi có lệnh này mà cậu. Thì mình nếu cậu bỏ được cái tầng láo cá của cậu thì sẽ có lợi hơn cho cậu nhiều. Có lẽ cậu tự hào với cái mã đẹp trai và cái sự thông minh sắc sảo đặc biệt không ai bị được của mình. Và tôi rất ghét cái tánh của cậu, đụng ai cũng chọc, đụng ai cũng kẹo. Riêng Ngọc Nga con gái của tôi thì cậu sẽ không được đụng vào. Cậu nghe rõ chưa cậu mình? Tôi đâu biết đâu sếp. Anh đang chờ mình. Em hiểu. Ba em sẽ tống cửa ra ngoài xe. Em muốn ngoài chân mình. Nobita. Nobita. Học hành gì mà phải quy cóp? Em phải có lòng tự trọng chứ. Thì tại nó là môn lịch sử mà. Mà kỳ quá.
Tại sao với con Nobita thì anh nhỏ nhẹ, còn với em thì lúc nào anh cũng la mắng. Em làm gái anh chứ bộ, có phải nó đâu. Môn nào á thì em cũng phải học hành cho đàng hoàng. Anh không thích em của anh nên gian dối trong học tập, biết chưa? Em biết lỗi rồi mà. Làm anh gì hai, đó? Giúp em lần này đi. Đó, anh nói chuyện với con Hà lớp trưởng giùm em đi. Con một mình thấy ghét đó. Anh, em đảm bảo với anh á, với cái sự đẹp trai nè, giỏi giang như anh nè, nó mê liền à. Nói chuyện với nó đi. Nha. Nhưng mà em phải hứa là không có được quay cóp. Anh có nhiệm vụ là lo cho em ăn học đầy đủ, không có thua người ta. Còn em á là phải thi đậu đại học như là ước nguyện của má, hiểu chưa? Rồi em hứa nè, được chưa? Muốn em, muốn em. Anh đi qua bên kia. Dạ. Ủa sớm vậy? Xin chào anh hai. Chào học. Dạ. Dạo này mập dữ vậy? Dạ, hôm nay qua đây học nhóm với Hồng. Anh nhìn sao nói em mập chứ, có gì đâu. Trời ơi, nứt thịt rồi nè. Dạ đâu có, cao nó có lỗ, lồi bụng chút xíu thôi chứ đâu có nứt thịt. Thôi vô đi, vô đi. Dạ thôi thôi thôi, có đồ ăn nhiều em ngại lắm. Vô ngồi thôi, khỏi ăn. Hứa với em là vô ngồi thôi chứ không ăn nha. Ừ. Ngồi đây nè. Anh cho em xin cái chén đi. Ủa nó không ăn mà. Cho hai người thôi. Không, em để cho có tụ thôi chứ em hứa không có gấp đâu. Dạ. Tao hiểu có tụ rồi, thôi dạ. Ngồi đi. Ê, đồ ăn này chỉ dành cho hai người ăn thôi đó. Ngồi im. Ừ. Mày hứa với tao là ngồi cho có tụ thôi đó nha. Dạ. Dạ. Cơm nè, cơm nè. À, ăn cho có tụ thôi. À, ăn đi. Cho có tụ thôi. Thôi ăn đi. Bỏ tay mày luôn. Alo. Cà phê hả? Không có được. Mình đang đi chung với Nga rồi. Ba đang sưu tập. Ok. Biết rồi. Mày gặp. Ai vậy không? Làm nó cũng tiếp tục đấy. Không có chưa có bộ hay sao mà rủ anh đi cà phê hoài vậy? Chưa có. Nó cũng hay hỏi thăm em lắm. Đủ rồi em, không cần nhiều đến vậy đâu. Em đừng có làm như vậy anh mang tiếng. Mất cười ghê. Anh là bồ thì em lo cho anh, chứ mang tiếng gì. Cả siêu thị đang đồn anh á là kẻ đầu mỏng. Nhưng mà anh có thương em thật lòng không? Có chứ. Thì người ta nói cái gì kệ người ta. Chị tính tiền giùm em. Dạ. Chị thêm đồ quá. Để em kiểm giá chị. Bao nhiêu tiền chị? 嗯，em làm vậy anh ngại quá. Có gì đâu ngại. Anh nhìn ai cũng cười, cười với cô hồi nãy được rồi. Bây giờ mình đi đâu? Mình đi ăn kem đi ha. Alo. Đang đi với con gái sếp hả? Không phải.
Mà đừng có quên lời hứa là mua đồ mới cho cả đội bóng nha. Biết rồi, chắc chắn rồi mà. Bye nha. Ai vậy? Em biết đội bóng. Anh ơi, sao em thấy người nào người nấy trong công ty á cũng thích ăn trơn vậy? Vậy em gặp một cái của sếp mà. Ngày mai ta sẽ qua dạy cho nhà ngươi về môn lý. Yêu quá, chưa từng thấy một đề tài rất là đơn giản như đang giỡn vậy mà không làm được. Vậy mà đòi đậu đại học à? Đừng có mơ. Biết rồi. À, bánh của tôi á. Không cần, ăn béo phì sao? Thơm quá vậy. Xoài của Minh đó. Vậy tôi ăn gì? Mở tủ ra có cái bịch đen ăn đỡ đi. Ít chứ cũng phải vậy chứ. Giấu kỹ nha. Định ăn mình hả? Sao giống chocola quá vậy? Ngon không? Đồ ăn của người ta. Trời ơi, sao ác quá vậy? Cái gì? Tôi quý mà ác hả? Trời ơi, tôi còn biết con ác còn hơn tôi nữa. Em mình lộn mà con. Ai chứ? Ai ác hơn nhà ngươi chứ? Nobita tẻ vậy ông kìa. Hả? Hả? Nobita! Bốn à! Bốn à! Tè lên như vậy. Nobita, tại sao dám đè lên đứa dậy của ta? Đúng là một cái không, không có ý tứ. Ê, đẹp trai quá mày. Ừ, đẹp trai thiệt. Tao qua cua cho mày coi. Thử đi. Anh đi toilet. Yeah. Anh đẹp trai cho em xin số điện thoại đi. Tôi để anh bấm. Wow, số anh đẹp quá ha. Cô nàng lúc nãy ngồi chung với anh là ai vậy? Bạn. Trời ơi, anh xảo quá quá à. Cái gì mà khi xuất hiện ta không nhìn thấy mà khi nó biến mất thì ta lại nhìn thấy cái gì ta? Anh Minh, anh giúp em đi. Bảy ô. Bảy ô. Ô thứ hai là chữ O. Bóng tối. Yeah.
Giữa tre. Giữa tre là cái quái gì? Anh, giữa tre giúp em một ô đi. Đố mẹo đó. Trong chữ tre có chữ R. Đúng rồi. Anh, hay là làm một việc gì đó. Em nghĩ là hơn là làm bảo vệ. Em đã nói chuyện với ba rồi á. Ba em nói sao? Ba nói anh giỏi, nhưng mà hơi lỗ cá. Mặt lúc nào cũng khinh khỉnh, kiêu ngạo, khó ưa. Anh á, chẳng những lâu cá mà còn điên nữa. Anh yêu, hôm nay sao vậy? Anh đang lo là trận chung kết sắp tới, đội banh của anh không có áo mới đi mặc. Anh này, với đội bạn đó. Tưởng chuyện gì, cứ để em lo. Em nói với ba cho. Còn bây giờ á thì hãy tập trung về chuyên môn đi ha. Hot boy à. Ít tính ra bạn. Làm gì vậy? Có cái gì nó dính vào má của nhà người. Sao lấy tay gỡ xuống? Gỡ bằng miệng. Có lẽ nó lẹ. Đi lại sợ nhà người đau. Ai cho phép? Tại nhận dễ thương quá mà. Nhận cái gì hả? Không tưởng làm vui hay sao vậy? Hả? Dám tự ý hùng tôi à? Tự ý hùng tôi à? Ôi dạ. Ê. À, thôi được rồi, bây giờ bất quá ta đã đưa nhà ngươi cái bằng cái hôn kế bên được không? Gì? Đừng bao giờ nghĩ gì đang đi nghe chưa? Nè, nếu ta không ghé thì ngươi không bao giờ đậu đại học đâu. Còn lâu á. Chúng ta sẽ làm chiếc giới được không? Bỏ quên. Quên. Nè. Ra rồi mới chọi. Ê mập, mai bố mới không được ba lớp tôi nữa nghe chưa? Sao vậy? Ông ba lớp tôi như vậy á, tụi lớp tôi nó tưởng ông là bố tôi đó nghe chưa? Có sao đâu. Cái gì? Bố tôi không mập như vậy, không ham ăn như vậy đâu. Tôi đang kiêng mà. Ăn kiêng á? Ăn hết tủ lạnh nhà tôi mà ăn kiêng gì? Nếu như tôi ốm lại, nhà ngươi có chịu làm người yêu của tôi không? Còn lâu á. Chừng nào á, có body đẹp với thai tôi nè, khuôn mặt đẹp với thai tôi nè, tôi mới yêu. Đi giải phẫu đi. Nếu như tôi đẹp với anh hai của nhà ngươi mà tôi vẫn dốt, thì nhà ngươi có chấp nhận tôi không? Sao hả? Ê, nói gì đó, nói lại nghe coi. Thí dụ như tôi dốt giống như anh hai nhà ngươi, thì ngươi có lấy tôi không? Dốt à, Nè, nếu như chọi một cuốn hay là 100 cuốn, tôi vẫn nói tôi yêu nhà ngươi. I love you. Woo woo woo. Điện hả? Biết rồi. Yêu đương gì? Chạy ranh, về nhà đi. Kệ tụi nhỏ đi ông anh. Nó lãng mạn mà. Lãng mạn con khỉ. Biết rồi, để cho ta ngủ. Đi về đi. Cái ông già này khó chịu thiệt. Mua cho anh hả?
Minh nè, ông có yêu Ngọc Ca không? Không biết nữa. Không biết tức là ông không có yêu, ông chỉ lợi dụng người ta thôi. Tất nhiên là tôi không muốn làm bảo vệ hoài rồi. Thực ra tôi cũng không thích lợi dụng Ngọc Nga. Tại sao ông cứ đi theo cổ hoài vậy? Vì tôi không thoát ra được tình cảm của cổ. Nhưng mà tại sao ông lại quan tâm đến chuyện này vậy? Vì tôi không muốn bạn tôi là thằng đểu. Thằng chú lắm. Ê, huấn luyện viên tới kìa. Tới tập trung nghe những chị đã quê vốn. Ơi, đi. Trận đấu sắp tới rất là quan trọng. Bởi vì nếu chúng ta thua, chúng ta sẽ không lấy được cúp. Mà nếu chúng ta thắng, chiếc cúp sẽ thuộc về chúng ta. Chị chiến thuật, tôi muốn các cậu chơi theo đội hình 4-4-2. Nếu không ổn thì chuyển sang 3-5-1-1 hoặc là 4-3-1-1, cũng có thể là 5-3-2. Nhưng theo tôi, chúng ta sẽ chơi như Chelsea, MU hay Barcelona. Mà thôi, chơi theo phong cách của Real Madrid là một nhất. Hay là chúng ta chơi như dịch động tâm Long An nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào phần chuyên môn. Chúng ta phải cứu chúng ta, vì nếu không chúng ta sẽ bị hở. Theo tôi gì đó thì trận đấu sắp tới đội siêu thị Barca sẽ chơi tử thủ và đá rất là rát. Do đó chúng ta phải thi đấu thật là mềm mại và nếu không chúng ta sẽ rất là cứng. Ê, muốn gì mình nói là cũng đúng, mà sao đội mình thua hoài vậy? Như dù sao năm nào đội mình cũng vô chung kết mà. Thôi ông quên đi, tại vì cái giải này chỉ có 2 đội thi à. Không, quên mất. Tôi muốn các bạn phòng thủ chặt phản công nhanh. Bởi vì nếu không phòng thủ chặt, các bạn sẽ bị lỏng. Không phản công nhanh, các bạn sẽ bị chở. Thì rất là tốt, các bạn tiếp thu rất là nhanh. Chúng ta sẽ chiến đấu, chiến thắng trận đấu sắp tới. Các bạn có tin như vậy không? Yeah. Yeah. Ơi, qua giải thích cho tôi biết là vì sao cha nội kia cứ quấn cái khăn nóng thật keo. Thì tôi giống Mourinho. Tập đến giờ mờ trời, uống nước đi anh. Qua đây. Nhìn kìa, ông Lâm xin dữ ta. Bộ tính kia vàng hả? Thằng Lâm nó thích em đó. Nó không muốn anh quen với em đâu. Ông ngố nó thích em hả? Làm gì có. Thiệt mà. Thằng Lâm nó tỏ ra khó chịu khi anh ngồi bên cạnh em. Hơi ngố, nhưng mà tánh tình cũng được lắm. Anh định chơi trò chuyện banh hả? Muốn em hết yêu anh á thì anh cứ trở thành thằng ngố như Lâm đi. Thank you.
anh sao không vậy? Lâm, anh sao? Lương sao hết? Lên! Lâm! Anh Lâm! Alo, chưa thấy cô lớp trưởng của em đến. Cái gì? Hà hơi đặc biệt hả? Không sao, anh hai của em á luôn có khả năng thu hút giới nữ. Yên tâm đi, nếu anh không thuyết phục được cô lớp trưởng của em á thì anh sẽ biến thành thằng bố. Đến rồi, rất đặc biệt.